nên họ được làm vua hoặc làm thiên đế. Đây là địa vị cao nhất, quyền lực lớn nhất. Thượng hoàng hạ hóa, họ có sứ mạng, có trách nhiệm hoàng dương thánh giáo, nghĩa là giáo huấn của thánh nhân, tự mình tu hành và hóa độ người khác. Họ nhất định tuân thủ, nhất định thực hành để làm gương tốt cho đại chúng trong xã hội. Chỉ có chính họ hành trì, dẫn đầu thực hành. Nhân dân mới nghe, quân chúng mới nghe theo. Chúng sanh mới mến phục, theo họ học tập, y giáo phụng hành. Hạ hóa như thế nào? Y giáo phụng hành chính là hạ hóa chúng sanh, có thể mãn cầu sở nguyện. Sở nguyện của Phật Bồ Tát chỉ có một câu: nguyện cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Chính là một nguyện này. Chư Phật Bồ Tát muốn thực hành viên mãn hạnh nguyện này, cần phải dùng phương pháp nào? Dùng cách dạy học. Phương pháp dạy học có thể giúp chúng sanh khai ngộ. Nỗi khổ của chúng sanh từ đâu mà có? Do mê mà có. Mê mà không ngộ, đây là căn nguyên của tất cả khổ. Đức Phật thấy chúng sanh mê mất tự tánh. Trong kinh thường có cảm thán rằng là người đáng thương. Điều này là thật. Nguyên nhân chúng sanh được niềm vui là khai ngộ. Sau khi giác ngộ, tư tưởng thuần chánh, ngôn hành như pháp, quả báo thù thắng. Như vậy chính là đạt được niềm vui. Mê mất tự tánh, là tà mê tà kiến. Giọng ngữ tà hành, chiêu cảm được quả báo là đau khổ. Đức Phật giúp tất cả chúng sanh bắt đầu từ căn bản.
chúng ta biết, chúng ta hiểu rõ, thì sẽ biết phải làm thế nào. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài dùng phương pháp là thân hành và ngôn giáo. Đức Phật đã diệt độ, lưu lại kinh điển. Và chúng ta dùng kinh điển này để giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa bằng cách nào? Cần Bồ Tát đến giáo hóa. Không phải Bồ Tát thì không được. Bồ Tát y theo kinh giáo, học thân hành ngôn giáo của Phật. Như vậy mới viên mãn được hạnh nguyện của Phật, mới thật sự là báo Phật thâm ân. Ai là Bồ Tát? Đệ tử Phật là Bồ Tát. Đệ tử Phật trì giới chính là thân hành. Trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định là thân hành. Ngôn giáo là bố thí. Tài thí, pháp thí, vô ủy thí. Đây chính là trên hoằng dương chánh pháp, dưới hóa độ chúng sanh, viên mãn sở nguyện chư Phật.